không phải cho mẹ đúng rồi, tức là chị tiền hồi chị lấy tiền hồi nha, đóng giường nghỉ. Có người là hay làm nóng nên là lấy lấy cái gì ai làm nóng. Em nói là có người là hay làm nóng, nắm tay nắm chân rồi đi lên né hết đi, hay làm nóng chồng chồng mới nóng. Đứa mà không có chồng cũng biết làm nũng nữa. Chị tụi bay quảng cáo kinh đó. Giống ta kìa đấy bay. Giống ta quảng cáo kìa đó. Nè con đi làm mũi là bình thường, nó làm mũi là nó thấy bình thường. Không, môi con Thuận là dứt nhiều nhất, đầm nát luôn á. Lên bằng đẻ. Đẻ ra lại lần nữa cái môi. Ai ra mời đậu đó. Ai ra mời đậu đó, bà là thầy chưa, thầy quản lý nó chưa. Nó thiệt cái tưởng giỡn à. Bình thường còn mà ngồi đi một cái. Chụp chụp hình trước và sau nha. Trừ tiền bên họ là được, hỏi họ là như thế. Dạ, là được. Không, cái này là anh Luyện nhắn tin cho em hỏi chị. À. Là bên quân đội hả? Dạ.
bé Hiền luôn nhỉ, hồi bắt cái mới tiêu Hiền chắc không tiêu nhiều đâu. Ờ, có gì hồi lấy cái mới. Nãy giờ mới 5 phút. Lâu rồi. Dạo này cũng lên nhanh quá. Hôm ta lâu là mấy cái video cũ gỡ qua mấy video cũ mụn đại mẹ hồi trước thì kinh dị. Màu trang là mới tiêm kìa, màu đúng mỏng luôn á. Mau bà tìm ra mới giống đàn bà con gái chứ thiệt á, như con trai luôn. Bùng đó chị, hắn không biết bùng đâu. Tìm mau ra ha. Chị Lan ơi, tiêm em lại sợ cái người thẳng với miệng với con mệt. Vô hậu quá kìa. Đúng thiệt. Chị Lan bơm miệng hết thì bơm. Ta nói vô hậu xong là ta là cái người khởi đầu nữa chứ. Xong là thấy mình mới là người vô hậu nè. Chị Lan ạ, nếu mà hắn là tự mình chữ mình. Kiểu như giống như là nắm mọc dày làm mà cái mỏng nữa chứ như tôm. Ăn bình thường mà tim chưa chứ hậu lì lắm. Sức chịu đựng của hắn ok lắm. Ta tìm mau, ta có ủ tê đâu, tụi bay còn ủ tê chứ. Không mà ủ đỡ hơn xíu, đỡ giật mình hơn, đỡ thấu hơn. Gần được rồi.
còn gì nữa.